4 thực phẩm giúp hạ cholesterol xấu tốt nhất. 1. Yến mạch. Khi đi vào ruột non, chất xơ trong yến mạch sẽ được hòa trộn với các phân tử cholesterol tại đây. Chúng gắn kết với nhau, nhờ đó cholesterol sẽ không được hấp thụ vào máu mà theo các sợi chất xơ tiếp tục đi xuống đường tiêu hóa. Cuối cùng, chúng được đào thải ra ngoài. 2. Các loại cá. Các loại cá là thực phẩm tốt đối với sức khỏe, có tác dụng giảm mức cholesterol. Loại cá tốt nhất mà bạn nên bổ sung vào bữa ăn hàng ngày chính là cá béo, như cá thu, cá hồi, cá trích, cá mòi. Các loại cá béo có thể cung cấp nhiều axit béo omega 3 chuỗi dài. Chất này có tác dụng tăng khả năng chống viêm và củng cố sức khỏe, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. 3. Chuối. Chuối là loại trái cây có hương vị thơm ngon, có thể ăn trực tiếp hoặc dùng để chế biến nhiều món hấp dẫn khác như sinh tố, kem, bánh. Ăn chuối đều đặn có tác dụng giảm đáng kể mức cholesterol trong máu. Nguyên nhân được cho là do chuối có hàm lượng chất xơ cao. 4. Cà tím. Cà tím là loại thực phẩm chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và ít calo. Chất flavonoid trong cà tím có tác dụng giảm lượng cholesterol xấu trong máu, giúp tăng lượng cholesterol tốt, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngoài ra, loại thực phẩm này cũng có tác dụng hỗ trợ giảm cân, hỗ trợ trí nhớ, bổ mắt. Hãy bấm like và theo dõi Nguyễn Huy để bổ sung thêm những kiến thức sống trẻ, khỏe, đẹp. Bấm chia sẻ video để lưu lại và lan tỏa giá trị tốt đẹp đến mọi người.